xin chào toàn thể các bác. Nay tiếp tục lên đường một bộ cấu hình combo cho anh Hà tại Kiến Thụy, Hải Phòng. Tổng giá trị một combo ngày hôm nay là 22.700.000 đồng, gồm một cặp loa cây C4500, một cung đẩy công suất H850, một vang cơ lai số K9825A+, và một bộ mic không dây VKF521, cuối cùng là một cục trầm M301018 đến từ thương hiệu FB Pro. Tổng giá trị một combo là 22.700.000 đồng. Và bên em đã hỗ trợ chi phí lắp đặt tại nhà cho anh và hỗ trợ toàn bộ dây dẫn kết nối. Hiện tại thì vừa mới setup xong, đang trong quá trình test qua chất lượng, rồi tiến hành đi qua trực tiếp địa chỉ tại Kiến Thụy, Hải Phòng để lắp đặt trực tiếp tại nhà cho anh. Một bộ dàn âm thanh cho ra chất lượng cực kỳ là hay, đặc biệt với mô hình C4500, đây hiện tại đang là một trong những sản phẩm loa được hãng giảm giá từ 9 triệu xuống còn 7.500.000 đồng. Dòng loa được sử dụng khá là nhiều đường tiếng với một bát 30, hai chung, 300 giấy và 100 kèn. Rất là nhiều đường tiếng, những cái dòng loa này thì khi các bác hát karaoke hoặc là nghe nhạc đều cực kỳ là hay. Với thiết kế hiện đại, thiết kế sang trọng, toàn bộ là vân gỗ tự nhiên và phía mặt trước là những phần ốp mạ vàng. Phía trước nữa thì sẽ có một tấm bê căng để bảo vệ những phần bát, chung và chép. Và khi các bác sử dụng có thể tháo bê căng ra hoặc đậy vào hai bên, thì một bên em đã tháo, một bên đậy vào. Các bác có thể hình dung ra và tùy theo nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình của mỗi bác. Logo FB Pro, mã QR, trang web công ty. Hiện tại model này đang được giảm giá từ 9 triệu xuống 7.500.000 đồng. Một trong những dòng loa cây cho chất lượng âm thanh cực kỳ là hay. Tiếp theo là cũng đẩy công suất H850. Đây là một trong những mẫu đẩy công suất khá là hay, khá là hiện đại. Dòng đẩy công suất này thì đã được trang bị tính năng chống chập, chống cháy và công suất max lên đến 800W trên kênh. Hai kênh, dòng đẩy hai kênh là những cái phần đèn tín hiệu. Logo FB Pro, model H850. Màn hình để hiển thị thông số của hai kênh và nguồn điện, nhiệt độ của đẩy, công tắc và tắt mở. Với mặt thiết kế là hai mặt trên dưới được cách điệu bằng những phần kẻ sọc đây, và chính giữa là một phần nhôm phay nguyên khối nữa. Đầy đủ những thông số, những thông tin của đẩy. Giá của mỗi cung đẩy H850 là 5.500.000 đồng, kết hợp cùng với một con vang cơ lai số K9825A+. Đây hiện tại đang là một trong những dòng vang cơ lai số gần như là cao cấp nhất trên thị trường. Dòng vang cơ lai số này hãng đang đưa ra mức giá là 3.100.000 đồng. Có rất là nhiều những tính năng để các bác có thể lựa chọn hát karaoke hay là nghe nhạc, những vận chỉnh input hay là vận chỉnh menu, những chế độ rất là hay đúng không ạ. Đầy đủ những tính năng như là cổng quang và Bluetooth và USB, và những phần chỉnh chế độ này, phần chỉnh feedback này, effect, volume mix và những cái volume chỉnh music, volume tổng music của nhạc. Cái volume này thì được thiết kế vặn rất là mượt mà, rất là dễ sử dụng đúng không ạ. Và trên đây là một bộ mic VKF521. Đây là một trong những sản phẩm mic cực kỳ là hot, dòng mic cho chất lượng âm thanh cực kỳ là hay, rất là hút mic về chế độ chống hú tự động. Dòng mic này thì đang trang bị những tính năng như là tự động ngắt khi không sử dụng và chế độ gia tốc khi rơi, chế độ cảm biến, đầy đủ những tính năng mà những cái dòng mic hiện đại, những dòng mic cao cấp của bác thể đeo đều đã được tích hợp trên đây. Đặc biệt với dòng mic VKF521 này được thiết kế rất là sang trọng. Đầu tiên là về phần công tắc và tắt mở thì đây là một cái phần công tắc được làm rất là chỉnh chu và sắc nét, được bọc nỉ cực kỳ là mịn đúng không, và những cái giải đèn để hiển thị phần nút nguồn lên rất là hiện đại, mic bắt xa nhạy hát hay. Trên mỗi sản phẩm GB thì đều có tem chống hàng giả công ty, mã QR, trang web đầy đủ. Mẫu mic VKF521 này hãng đang đưa ra cái mức giá là 2.800.000 đồng. Cuối cùng không thể thiếu trong bộ dàn âm thanh, mẫu combo ngày hôm nay chuẩn bị lên đường cho anh Hà, một cục trầm M301018 đến từ thương hiệu FB Pro. Dòng trầm này với bát mặt thiết kế hài hòa phù hợp với cái tông của bộ dàn ngày hôm nay, toàn bộ là gỗ nguyên khối nhá. Mặt e căng được làm bằng vải lụa nhiều lớp này, trong bát 30, bát mặt, bát lòng chảo, đánh rất là căng, đánh rất là nảy, kem niêm phong bảo hành. Giá là 3.800.000 đồng. Tổng giá trị một combo ngày hôm nay là 27.800.000 đồng. Bộ dàn này thì các bác có thể sử dụng để hát karaoke hay là nghe nhạc đều cho ra chất âm cực kỳ là tuyệt vời, chất âm chân thực, tạo cảm giác sảng khoái thư giãn cho các bác sau những giờ làm việc giải leo, sau những ngày làm việc mệt mỏi. Bắt đầu quan tâm hay là muốn tìm hiểu về những bộ dàn hay là những bộ sản phẩm đến từ thương hiệu FB Pro thì có thể liên hệ trực tiếp qua Zalo số điện thoại 0967 345 155 để có thể đặt hàng nhé.
cho tôi một lần vui một tháng.